Xin chào tất cả các bạn quay trở lại kênh của mình nhé. Thì hôm nay tiếp tục các video chia sẻ chủ đề sử dụng máy tính, thì mình tiếp tục chia sẻ các bạn về cái cách các bạn kết nối bàn phím vào cái máy tính bảng các bạn nhé, dành cho các bạn mới sử dụng nhé, đấy, hoặc là người lớn tuổi và người già đang có nhu cầu về sử dụng máy tính. Đó, thì cái việc vấn đề là khi các bạn sử dụng máy tính bảng ấy thì các bạn sẽ phải kết nối các cái bộ phận, ví dụ như là các bạn phải kết nối bàn phím này, kết nối chuột này, đó. Vào cái CPU của máy tính bảng các bạn nhé, để các bạn sử dụng nhé. Đấy. Thì video này thì cũng tương tự như các video trước, thì mình cũng chia sẻ cho các bạn mới bắt đầu, cho nên là mình sẽ đi chậm vào chi tiết nhé, để các bạn dễ theo dõi nhé. Rồi, thì hôm nay mình chia sẻ các bạn về hai cái bàn phím nhé, bàn phím của máy tính bảng. Đó, thì bàn phím này là đều những bàn phím đã qua sử dụng và trước đây mình cũng đã dùng rồi. Đó, cái bàn phím đầu tiên là cái bàn phím Brolin các bạn này, Brolin đấy nhé. Rồi. Thì theo mình đánh giá là cái bàn phím Brolin thì họ thiết kế tương đối là đẹp các bạn này, rất là nhiều chức năng đầy đủ ở trên bàn phím này luôn. Đó, phím bấm rất là sâu luôn, rất là dễ sử dụng. Đấy, và tương đối là bền các bạn ạ. Đặc biệt là các cái chữ người ta viết ở trên này rất là bền luôn, ít khi bị phai màu các bạn. Đấy. Rất là chắc chắn nhé. Rồi, cái bàn phím thứ hai hôm nay giới thiệu các bạn đó là cái bàn phím của FPT. Thì cái bàn phím này ra đời rất là lâu rồi các bạn. Mình nghĩ là cái này chắc cũng ra đời khoảng sản xuất vào năm khoảng 2005, 2006 gì đó. Đó. Và lúc mua thì nó đã chuyển sang lúc mà mới mới mua ấy, thì nó có màu trắng các bạn nhé. Đấy, nhưng mà sau một thời gian không dùng nữa hoặc là để lâu bởi vì cái bàn phím nó cũ quá. Nó chuyển sang cái màu nâu nâu thế này các bạn, gọi là cái màu vàng nhé, nó ám vàng lên luôn. Thực ra ban đầu là nó có cái màu trắng sữa rất là đẹp. Đó, đây là bây giờ gọi là cái bàn phím cổ đấy, ha. Bàn phím cổ đài các bạn nhé. Đấy, mặc dù là các phím bấm đồ này vẫn đang sử dụng tương đối là tốt các bạn, đây mình bấm cho các bạn xem. Đấy, đồ này tương đối là tốt và các cái phím vẫn còn nguyên cả cái chữ chữ số và chữ cái vẫn rất là rõ ràng luôn. Đấy, chỉ mỗi lại cái màu nó bị ám vàng thôi, nó không được đẹp nữa nhé. Đấy, nhưng mà quá trình nếu mà kết nối vào máy tính thì vẫn sử dụng được. Đó. Thì khi các bạn kết nối vào máy tính thì các bạn sẽ làm như thế nào đúng không? Rồi, thì đầu tiên thường thường là đối với cái CPU của máy tính bàn ấy, hay còn gọi là cái cây ấy, cái cây của máy tính bàn. Thì khi các bạn kết nối vào cái cây của máy tính bàn thì đối với bàn phím là hay chúng ta hay kết nối vào mặt sau các bạn nhé. Đó, cái này là mặt sau của máy tính bàn này. Đây các bạn này. Đó, còn bên này gọi là mặt trước các bạn này. Đây, phía bên này gọi là mặt trước của máy tính bàn nhé. Đấy. Đó. Thì hầu như là các cái cổng kết nối là hầu như nằm ở mặt sau, chủ yếu là ở mặt sau đây là chính các bạn này. Đó. Thì đầu tiên ở đây là mình sẽ giới thiệu các bạn về cái cổng để chúng ta kết nối bàn phím của máy tính bàn nhé. Đó. Thì đây chúng ta sẽ kết nối bàn phím của máy tính bàn bằng hai cách các bạn nhé. Đó là một là các bạn sẽ kết nối vào các cái cổng tròn này. Đây, cái cổng có màu tím các bạn nhé, cổng màu tím này. Đấy. Các bạn lưu ý là đối với những cái CPU mà trước đây ấy, tức là CPU cũ ấy, thì nó thường thường là có những cái cổng kết nối chuột hoặc là bàn phím có cái kiểu hình tròn nhé. Ở đây nó có cái hình tròn này, cổng màu tím này, cổng màu xanh này. Đấy. Thì ở đây cái máy tính bàn là trên cái bàn phím của mình ấy, thì nó đang có cái cổng đây các bạn này, cái cổng kết nối đây này. Cái này cổng cổng màu tím các bạn này. Đấy. Như vậy là khi mà các bạn kết nối vào cái cây của máy tính bàn ấy, thì các bạn sẽ kết nối vào cái cổng màu tím ở trên cái cây này nhé. Ở đây đó, cái cổng này có màu tròn luôn, hình tròn thì cái này nó cũng có hình tròn đó. Các bạn gắn vào đây đấy, là xong nhá. Đấy, các bạn ấn mạnh tay vào đó. Đây mình rút ra này đó, rồi ấn cắm vào này đó. Khi các bạn ấn vào không được ấy, thì các bạn sẽ ngả sang bên này một chút nhé, hoặc là các bạn sẽ xoay cái chân này đó để các bạn ấn vào nhé. Đấy, các bạn khi mà các bạn thấy nó ấn vào được rồi thì các bạn mới ấn. Còn nếu các bạn mà thấy mà ấn vào nó bị cấn ấy, các bạn không nên ấn quá mạnh nhé, nó có thể gãy cái chân ở trong. Đó, khi nào các bạn thấy vào được thì các bạn được ấn nhé. Đó. Đấy. Như vậy là cái bàn phím của mình ở đây ấy, thì thường thường là những bàn phím đời trước ấy, thì người ta hay dùng cái cổng tròn các bạn này. Đấy, và người ta quy ước rằng là cổng của bàn phím ấy thì nó sẽ có màu tím, và cổng màu tím này nó sẽ gắn vào cái cổng có màu tím ở trên CPU nhé. Đây. Tròn này đây, CPU. Và tương tự như vậy cái bàn phím FPT bên này cũng vậy các bạn này, nó cái cổng của nó cũng chân tròn luôn, chân tròn màu xanh luôn, là màu màu tím luôn đó.
Đây mình gắn vào cho các bạn xem này. Đây các bạn gắn bình thường như vậy thôi, không có gì các bạn nhé. Đấy nhé. Đấy. Các bạn xoay thế này, các bạn khi nào các bạn thấy đẩy nó vào được là được ha. Nhưng mà các bạn phải xoay, bởi vì cái cổng này thì nó còn phụ thuộc, trong cái cổng này có rất là nhiều cái chân nhỏ nhỏ đấy. Chúng ta sẽ ấn rất là nhẹ nhàng nhé, khi nào nó khớp rồi thì chúng ta mới ấn vào được. Đó như thế này các bạn này. Đó như vậy là mình đã ấn vào rồi nhé. Đấy cả hai cái bàn phím này. Đó rất là đơn giản rồi. Và ngoài ra thì mình sẽ chia sẻ thêm các bạn về những cái cổng còn lại ở trên cái CPU luôn nhé. Ở đây có cái cổng màu xanh lá cây này. Cái cổng màu xanh lá cây này là dùng để gắn cho cái gắn cái dây chuột các bạn nhé, gắn cái chuột của máy đánh bài đó, gọi là dây chuột đấy. Nếu mà trước đây các bạn nào mà sử dụng cái chuột dây mà có cái cổng màu xanh lá cây thì các bạn sẽ gắn vào đây dùng để gắn chuột này. Rồi, hai cái cổng này là dùng để gắn màn hình của máy tính đó, hoặc là các bạn gắn với máy chiếu hay là một số cái thiết bị khác bên ngoài của máy đánh bài đó. Cái này là cổng VGA các bạn này, để gắn vào cái màn hình của máy đánh bài nhé. Đó tiếp theo là cái cổng USB 1 2 3 4. Thì cổng USB là những cái cổng hình chữ nhật các bạn nhé. Đấy thì thường thường là đối với những cái năm gần đây thì người ta khi người ta thiết kế cái bàn phím của máy tính bàn là thường thường là người ta sử dụng cái cổng USB các bạn, hay sử dụng cổng USB nhé, tức là cái cổng hình chữ nhật. Thì lúc đấy các bạn mua bàn phím về và các bạn sẽ gắn vào cái cổng này, cái cổng USB đây nhé, cổng hình chữ nhật này. Đấy cổng nhỏ dẹt hình chữ nhật gọi là cổng USB nhé. Rồi cái cổng phía bên này các bạn này, cổng bên này cũng là cái cổng hình chữ nhật đấy, nhưng mà nó vát lên, nó vát cái phía trên này một chút. Đó, thì cái cổng này là dùng để gắn dây mạng vào nhé, gắn dây mạng gọi là dây cáp quang đấy. Thì máy các bạn mà muốn kết nối mạng để các bạn nghe nhạc này, các bạn xem phim, các bạn giải trí thì các bạn phải kết nối mạng cho máy đánh bàn. Thường thường thì chúng ta kết nối mạng cho máy đánh bàn thường là dùng bằng dây các bạn nhé, dùng bằng dây. Đó, còn riêng laptop thì người ta hay kết nối bằng wifi các bạn, vì laptop thì nó linh động và nhẹ hơn cho nên là hay kết nối bằng wifi. Đây. Ngoài ra thì ở phía dưới này có ba cái cổng này các bạn này. Cái cổng này dùng để kết nối loa ngoài nhé. Ví dụ như là cái cổng có màu cam này ở phía ngoài này thì dùng để gắn micro vào đây. Khi mà các bạn cần thu âm ở trên máy tính ấy, thì các bạn sẽ gắn micro thu âm vào đây để các bạn thu âm ở trên máy tính nhé. Đó. Còn cái cổng ở chính giữa này này, cái cổng có màu xanh lá cây này là cái cổng theo mình nghĩ là cái cổng quan trọng nhất ở trên CPU của máy đánh bàn, khi mà các bạn dùng để nghe nhạc và xem phim ấy là dùng để gắn loa ngoài nhé, tức là các bạn gắn loa vi tính nhé. Đấy, thì các bạn sẽ gắn vào cái cổng chính giữa này nhé, các bạn lưu ý nhé, cổng chính giữa có màu xanh lá cây này nhé. Đó thì các bạn sẽ gắn cái jack cắm 3.5 tròn tròn nhỏ nhỏ đấy, các bạn gắn vào đây đó thì chúng ta sẽ nghe nhạc và xem phim ở trên máy đánh bàn được nhé. Đó, còn cái cổng xanh xanh này cũng để gắn loa các bạn này, nhưng mà mình ít khi mình sử dụng cái cổng này thì mình cũng ít khi sử dụng, chủ yếu là mình sử dụng cái cổng ở chính giữa này thôi. Đó, để gắn loa ngoài, tức là gắn loa vi tính đấy. Đó, thì thông qua video mình chia sẻ với các bạn hôm nay ấy, thì nếu như các bạn mà đang có nhu cầu sử dụng máy tính bàn này, đấy thì các bạn khi các bạn mua máy tính về ấy, thì các bạn có thể tham khảo qua video của mình nhé, để các bạn tìm hiểu thêm các cái cổng ở trên CPU nhé. Đó, CPU hay còn gọi là cái cây của máy tính bàn là cái thiết bị quan trọng nhất đấy, và đắt tiền nhất trên cái bộ máy tính bàn. Đó. Thì cái bộ máy tính bàn của mình thì thường thường là có bốn cái bộ phận đúng không? Thứ nhất là cái cây này, cái cây mà các bạn hay thường gọi là cái CPU đấy. Rồi tiếp theo là cái bàn phím này. Đấy. Cái thứ ba là cái con chuột này, đấy, con chuột để chúng ta sử dụng này, và cái thứ tư rất là quan trọng đó là cái màn hình của máy tính bàn nhé. Rồi.